kính thưa quý vị, ngày 10 tháng 5, thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, phiên họp cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Theo dõi, Chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án trên 24 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án, kết thúc điều tra 3 vụ án trên 88 bị can, Ban Hành Cấu Trạng truy tố 8 vụ án trên 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án trên 51 bị can. Từ sau phiên họp thứ 23 tháng 1 năm 2023 đến nay, Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, tích cực, đồng bộ, hiệu quả cả ở trung ương và địa phương. Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.099 vụ, 2.411 bị can về những tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ, tội phạm kinh tế. Khởi tố mới 242 vụ án, 864 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án trên 24 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án, kết thúc điều tra 3 vụ án trên 88 bị can. Ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án trên 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án trên 51 bị cáo. Các cơ quan đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra khởi tố mới nhiều bị can trong những vụ án tham nhũng tiêu cực lớn phức tạp mang tính hệ thống có tổ chức liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước gây bức xúc trong nhân dân đó là các vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm một số địa phương vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và một số đơn vị liên quan vụ án xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan các vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các vụ án liên quan đến công ty AIC và các đơn vị liên quan. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã ban hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên, ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên. Trong đó có một nguyên ủy viên trung ương, ba chủ tịch, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hai sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển 137 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được chú trọng tăng cường. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng này, điển hình như khởi tố, điều tra hai thiếu tướng trong lực lượng vũ trang, hai cán bộ tòa nhân dân và một cán bộ viện kiểm sát nhân dân, 14 cán bộ thanh tra, giám sát của các cơ quan, thanh tra chính phủ, ngân hàng nhà nước, kiểm toán nhà nước, ủy ban giám sát tài chính quốc gia và 12 cán bộ thanh tra các địa phương xử lý kỷ luật 12 cán bộ là viện trưởng, phó viện trưởng, viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, trưởng phòng, trưởng công an một số huyện thành của tỉnh An Giang. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh trong từng bước đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, địa phương cơ sở có nhiều chuyển biến rõ rệt, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc, phó giám đốc sở Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận huyện như Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu